Sáng nay 15 tháng 8 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương của Tỉnh ủy Đắk Lắk đợt 2 năm 2023. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chỉ thị 37 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư, chỉ thị số 40 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị cũng đã quán triệt chỉ thị số 38 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024 và chỉ thị số 21 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các địa phương đơn vị sớm chỉ đạo triển khai tổ chức quán triệt tuyên truyền các văn bản mới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức đảng đơn vị địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của địa phương đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện các nghị quyết quy định một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả.